Xin chào anh chị em. Thì hôm nay mình có thời gian mình cũng dịch một cái chỉ báo từ TradingView. Thì mọi người lên trên YouTube á, gõ tìm cái chỉ báo, nếu mà viết tắt nó là EGVI nè, còn viết đầy đủ nó là Relative Future Index. Thì cái thằng này mình gõ lên đây mình tìm á, mình thấy khá là nhiều cái kênh nó nói về cái hiệu quả của cái chỉ báo này. Thì cái chỉ báo này mình sẽ chia sẻ miễn phí mà mình đăng lên cái trang web rồi. Thì anh chị em có thể lên đây để lấy về test và kiểm tra thử coi nó phù hợp với mình thì đánh nha. Khi mà mọi người lên trang nến nhật của mình nó vào cái phần tài nguyên nè, hoặc là vào sẵn luôn cái file code. Thì đây nó kéo xuống đây nó có chỉ báo nè, thì kéo nhấp vô đây để tải về ha. Mình để cái file để mọi người tải về. Thì cái công thức tính của nó, về bản chất cái thằng này là nó tính dựa vào giá mở cửa trên lệch với giá mở cửa và giá đóng cửa so với giá cao nhất và giá thấp nhất trong một cái khoảng thời gian, với một cái cách mà tính trung bình, một cái cách tính trung bình trọng số đặc trưng của nó. Thì ở đây nó có giải thích từng phần mà. Mọi người có thể tham khảo cái công thức tính nó thì cơ bản hơi phức tạp, nhưng mà hiểu nôm na là vậy. Cái phần trên này, cái phần ở tử này, tức là trên lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, tính trung bình trong một số phiên, tính theo cái trung bình theo trọng số riêng của nó, chứ không phải là theo MA, theo IMA của mình, mà nó có cách tính tổng số, nó tính bằng 1 phần 6 với 2 phần 6 nè. Mọi người đọc tìm hiểu, có thể tìm hiểu kỹ thì có thể thấy cái cách tính nó hơi lạ. Còn ở dưới mẫu là chênh lệch giữa giá mở cửa và ở giá cao nhất và giá thấp nhất. Thì cái chỉ báo này mình dịch cho mình vẽ lên đây thử mọi người tham khảo. Thì cái chỉ báo này nó cũng nó có ba cái thành phần, hay một là tín hiệu nhanh, hai là tín hiệu chậm, và thứ ba là cái đường không. Thì để giao dịch theo tín hiệu này mà mình xem sơ những cái kênh nó sẽ kết hợp với một số thứ khác. Còn giao dịch riêng của nó thì nó có ba cái, một là cái thằng nhanh này nó cắt lên thằng chậm nè thì sẽ vào lệnh. Thứ hai là cách thứ hai là khi mà cái tín hiệu nhanh này nó cắt lên cái đường không thì cũng có thể vào lệnh. Hoặc là cái cách thứ ba là dựa vào phân kỳ, thì nó giống như tất cả các chỉ báo dao động khác, cái tín hiệu phân kỳ thì nó tỏ ra hiệu quả hơn. Ví dụ như ở đây đỉnh này nó thấp hơn đỉnh này nó thấp hơn cái đỉnh đỉnh này nó đỉnh sau này nó cao hơn nè, nhưng mà chỉ số GVI này nó thấp hơn thì mọi người có thể đánh vào lệnh 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 short hay là lệnh bán ở vùng này, thì sẽ khả năng chiến thắng nó sẽ xảy ra cao hơn. Hoặc là một số cái tín hiệu, bởi vì giả sử như hai cái đáy này nó thể hiện cái sự phân kỳ âm, đáy thấp hơn nhưng mà cái thằng chỉ báo này nó cao hơn, thì mọi người có thể vào lệnh buy. Thì giống như đa phần các cái chỉ báo mà về dao động nó đều có thể hiện cái phân kỳ này khá là tốt. Ví dụ như ở đây đỉnh nó tăng mà thằng này xuống thì mọi người cũng có thể short. Thì ba cái cách đánh chính của nó. Còn anh chị em nếu mà muốn biết chi tiết về xài thì nên search trên YouTube, rất là nhiều kênh nó nói về chỉ báo này, thì mình thấy nó khá là phổ biến nên mình dịch để cho mọi người dùng. Thì anh em có thể lên web của mình để tải về nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.